Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về các xương của cơ thể người nhé. Đây là phần thứ 6 và chúng ta sẽ nói về xương cánh tay và cẳng tay. Thì như trước đây mình đã giới thiệu đến các bạn, cánh tay nó là arm và cẳng tay nó là forearm. Rồi khi mà chúng ta nói là arm thì nó cũng có nghĩa là cả cánh tay và cẳng tay. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói là forearm thì nó chỉ là cái phần từ khuỷu tay đến cổ tay thôi. Thì đây là tiếng Anh thông dụng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái xương của phần này đó là xương cánh tay, xương uh, trụ và xương quay. Đầu tiên chúng ta có xương cánh tay. Từ này đọc là humerus. Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất, hum, Humorous. humerus, humerus. Chúng ta có một từ khác để chỉ cánh tay, đó là brachium. Brachium, trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Ở cái dạng tính từ của từ này ấy, đó là brachial. Brachial thì chúng ta sử dụng nó để nói về những cái cấu trúc nằm ở khu vực cánh tay này. Ví dụ như là đám dối cánh tay. brachial plexus. Break your plexus. brachial plexus. Đám dối cánh tay. Tiếp theo là xương trụ. Thì xương trụ phát âm là owner. Owner. Ví dụ như là chúng ta có cái owner nerve, nó là cái dây thần kinh trụ, nó chạy uh, dọc theo cái xương trụ, owner nerve. Cái xương thứ ba mà chúng ta sẽ nói đến đó là xương quay, radius, thì xương này cái đầu dưới của nó nó lớn hơn cái đầu trên radius trọng âm của từ này rơi vào đề thứ nhất radius xương này thì nó quay xung quanh cái xương trụ vì thế nên là chúng ta gọi nó là xương quay um, nhưng mà cái dây thần kinh quay ấy, thì chúng ta lại sử dụng nó với cái dạng tính từ của radius nó là radial chứ không phải là giống như xương trụ như xương trụ thì chúng ta gọi nó luôn là all the Nerve cùng với cả cái tên của xương nhưng ở đây chúng ta phải biến đổi nó đi radial radial nerve từ này phát âm là Radial. À, cái khớp mà nằm uh, khớp nối giữa cánh tay và hai cái xương của chúng ta ấy, thì nó gọi là khớp khuỷu đúng không? Khớp khuỷu tiếng Anh là elbow. Elbow. Và đây là cái hình ảnh mà ba cái xương của chúng ta nó nằm uh, theo cái vị trí tương quan giải phẫu với nhau. trong cơ thể người thì nó là như thế. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn uh, không nhiều, chỉ là ba cái xương của phần cánh tay và cẳng tay thôi hy vọng là các bạn đã nắm được bài hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau